lợi thế về thiên nhiên, văn hóa mang đậm dấu ấn đặc trưng của vùng sông nước. Cần Thơ không chỉ là trung tâm kinh tế của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mà còn là điểm tham quan du lịch thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Để du khách có thể cảm nhận một cách trọn vẹn về vùng đất Tây Đô, nhiều công ty du lịch đang ngày càng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại đây. Đơn cử như Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ, doanh nghiệp hiện có hệ thống 6 khách sạn hiện đại, 2 nhà hàng và 1 trung tâm điều hành du lịch. Công ty chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ như dịch vụ lưu trú, bao gồm một hệ thống khách sạn 3 sao, 2 sao, 1 sao phù hợp với khách hàng. Bên cạnh đó, công ty chúng tôi còn quản lý khu du lịch Bến Ninh Kiều và khu du lịch Cồn Cái Khế, là bao gồm nhà hàng Hoa Sứ và khu du lịch sinh thái Hoa Sứ. Với những cái sản phẩm đa dạng và phong phú như thế thì chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng những cái nhu cầu hoặc là đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng. Họ có thể được cung cấp dịch vụ trọn gói với giá thành phải hợp lý, phải chăng và đảm bảo cái chất lượng và uy tín lâu năm của công ty. Trong hệ thống các điểm lưu trú của doanh nghiệp này, khách sạn Hậu Giang là thương hiệu quen thuộc với du khách từ trước năm 1975 đến nay. Khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao này nằm ngay tại vị trí trung tâm thành phố, thuận tiện để du khách có thể di chuyển đến các điểm tham quan như chợ cổ Cần Thơ, bến Ninh Kiều, chợ nổi Cần Thơ, v.v. Với tổng số 52 phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách châu Âu, nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của châu Á, lại trang bị đầy đủ tiện nghi, hiện đại như hệ thống thẻ từ, wifi miễn phí, điều hòa 2 chiều. Điểm lưu trú này được đánh giá là phù hợp với thị hiếu của nhiều đối tượng du khách trong và ngoài nước. Trong thời gian nghỉ tại khách sạn này, du khách cũng sẽ được thưởng thức những món ăn mang hương vị ba miền đặc trưng của Việt Nam, đến đặc sản các nước phương Tây tại nhà hàng buffet. Ngoài nhà hàng được đặt tại khách sạn, Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ còn xây dựng một nhà hàng chuyên cung cấp dịch vụ ẩm thực với khung cảnh thoáng mát mang đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Đó là nhà hàng Hoa Sứ. Đây là địa điểm ăn uống phù hợp với cả các gia đình, nhóm bạn, doanh nghiệp, v.v. Do có tới 4 sảnh tiệc cưới, hội nghị, liên hoan khác nhau và hệ thống 49 tum trên mặt hồ trải dài theo bờ sông Hậu. Nhà hàng này có sức chứa lên tới hàng ngàn khách với thực đơn phong phú, đặc biệt là những món ăn dân dã mang đậm hương vị đồng quê của miền Tây sông nước. Khung cảnh thanh bình, gần gũi với thiên nhiên, món ăn ngon, phục vụ chu đáo chính là những gì mà du khách có thể cảm nhận được khi dành thời gian để lưu trú và trải nghiệm thế giới ẩm thực của mảnh đất Tây Đô tại nhà hàng Hoa Sứ. Việc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và không ngừng nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng trọn gói nhu cầu lưu trú, ăn uống và tham quan của du khách như Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ đang thực hiện chính là hướng đi cần được khuyến khích để ngành du lịch từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.